Bác ơi, bác, bác ơi bác, con cho bác nè, con không có mua vé số. Dạ. Ừ, cho con nè. À, cảm ơn con, không có gì. Dạ. Con ơi, cho con nè. Dạ. Sao con không ngồi trong mát mà ngồi ngoài nắng? Em ơi, cho anh nè, cho anh nè, cho anh lấy đi, em không có chơi với số, cho nó, giữ gìn sức khỏe nha. À, bây giờ em đang đứng chỗ ngay ngã ba đường Võ Văn Giáp thuộc về thành phố Vũng Tàu nha gia đình. Đi về cái hướng bên phía trên đây nè, bên phía tay trái em nè, là chạy thẳng lên là đường thành phố Bà Rịa mình đó, và đi ngược lại sau lưng em nè. Thẳng đi qua cầu Gò Găng là mình đi lên tới nhà lớn Long Sơn nha gia đình. Giờ là bắt đầu mình chuẩn bị lên cầu Gò Găng nha gia đình. Đang lên cầu. Dạ, giờ mình chuẩn bị lên thêm một cái cầu nữa nha gia đình. Cầu này gọi là cầu Trà Và nha gia đình. Còn cái con đường này, đi hết cái cầu Trà Và này là mình sẽ đến nhà lớn Long Sơn. Bên phía tay phải của em là những cái làng bè, nhà bà con mình ở đây để nuôi hào nè. Gia đình mình nhìn thấy là đây là những cái nhà của bà con mình ở, là làm những cái bè để nuôi hào á. Đây là chiếc xuồng của bà con mình đang vận chuyển hàng hóa đi ra bè này gia đình. Đây là chỗ bà con mình làm muối này gia đình. Xa đằng kia là những cái nhà của bà con mình ở, là chỗ ngay nhà lớn Long Sơn. Dạ, bây giờ em đang đến cái công viên Long Sơn, xã đảo Long Sơn. Cái nhà xanh xanh ở đằng đó là nhà lớn nha gia đình. Hướng này là mình đang đi vô nè. Phía tay phải của mình là khu vực để xe nha gia đình. Đây là khu vực để xe lớn. Còn bên phía tay trái của em là quẹo vô là ngay cái cổng nhà lớn Long Sơn. Đây gia đình mình thấy nha, nhà lớn Long Sơn. Dạ, bây giờ em đang đứng ngay trước cổng nhà lớn Long Sơn nè gia đình. Dạ, mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2024 nha. Là nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch, cũng là năm 2024. Hôm nay em đến đây, em mời cô chú anh chị cùng đi tham quan với em. Ở đây hôm nay có diễn ra một cái buổi lễ cúng vía nhà lớn Long Sơn, còn gọi là nhà lớn ông Trần á gia đình, tức là ông Lê Văn Mu á. Hôm nay cô chú anh chị đi với em tham quan đến nhà lớn ở Long Sơn nè. Hôm nay là ngày giỗ của ông Trần, tức là ông Lê Văn Mu. Ông sinh tại ở Hà Tiên. Ông sinh năm 1855 và ông di dời đến đây là người đầu tiên có công khai thương lập làng ở đây nè gia đình. Và ông mất đi là năm 1935. Bây giờ mình đi vô cái hướng đây là ngay cái nhà lớn Long Sơn, cái nhà xanh xanh, cái ngói màu đỏ đỏ đó gia đình. Đi với em tham quan ở đây, bữa nay có diễn ra buổi lễ nè gia đình, mình đi với em nha. Đầu tiên mình đi vô là mình thấy bà con mình bày bán hai bên đường nè, bán những cái mặt hàng như em thấy như là tép nè, các cơm, đồ khô không á gia đình, tương, chao, muối, mắm ruốc, nhìn thấy ngon quá ha. Mắm ruốc này nhà làm luôn ha chị.
Đó. Đặc sản của miền Tây ha. Đặc sản ở Long Sơn mình. À, đặc sản ở Long Sơn. Có này là làm sẵn rồi. Đây là con tép. Ruốc bằng ruốc xào sẵn. Ruốc xào sẵn ha. Ăn thử đi. Dạ, cảm ơn chị. Được rồi chị, cảm ơn chị. Cái này mình bán sao chị? Cái này ha, nửa ký 60 ha. Dạ, em mời gia đình nha. Ngon. Lát nữa em có đi ra, dù em ghé em mua ủng hộ chị. Nhớ. Người Việt Nam nói là làm. Rồi. Buổi sáng chúc chị mua may bán đất nha. Em chào chị nha. Lát nữa em ghé ngay mua em ủng hộ. Bây giờ em mới đi vô. Ngon chứ. Con ruốc xào mỡ, hành mỡ ở gia đình. Ăn như là bánh tráng ngon. Ở đây là bà con mình bày bán những gian hàng cũng là na ná giống giống nhau nè, cũng cá cơm, cá khô. Gia đình mình thấy những người ở đây mà đến đây á, hay là những người mà ở trong cái nhà lớn mình ở trong đây nè, mà mặc những bộ đồ mà đen đen, bới tóc hay là để râu, đó là những cô chú đó là theo đạo ông Trần. Đây là ngay cổng bắt đầu mình bước vô nha gia đình. Phía trên cũng có một cái cổng bước vô nữa. Bây giờ mình đi lên cổng chánh này. Cái đó mình vô cổng chánh trước. Nhưng mà em quay lại em thấy là chỗ này nó có một cái chợ tên là chợ Long Sơn luôn nè gia đình. Ở đây có cái nhà lồng bà con mình ngồi ăn sáng ở khu vực ở nơi đây nè. À, đó bà con mình ngồi ăn sáng ở đây nè gia đình. Ở đây là khách ngủ qua đêm, giờ này đi ra xe đi về nè. Cái lễ hôm nay ở đây diễn ra là ngày 19 tháng 2 âm lịch cho tới trưa 12 giờ ngày 20 là hết cái buổi lễ cúng ngày giỗ của ông Trần ở đây nha gia đình. Đổ dài xuống dưới đây á là bà con mình bày bán nè. Những cái quần áo hay là giày dép, nón, túi xách, đồ ăn là bán đổ dài xuống dưới đây luôn á gia đình. Ở đây là cô đây bán cá khô. Nhà bà con mình bày bán quần áo nè. Đó, bán giày dép ở đây nha gia đình. 35.000 một đôi, 3 đô 100. 3 đôi có 100.000. Băng bóp, túi xách 2 cái 150.000. Đó, đổ dài xuống là khu vực bán đồ không á gia đình. Bây giờ mình đi ngược lại, mình đi vô trong nhà lớn nha. Gia đình tối bà con mình ở phương xa đến đây để viếng lễ nhà lớn Long Sơn á, là có cái chỗ cho tá túc ngủ lại ở đây luôn á gia đình. Trải chiếu rồi có mền gối luôn á gia đình ơi. Cái này là mình tới đây mình ở lại đây ban đêm, giờ mình về ha anh. Dạ, ngày mai mình mới về ha. Dạ, gia đình mình ở đâu lên đây vậy anh? Ở Tiền Giang. Tiền Giang ha. Dạ, cảm ơn anh. Bà con mình ngồi mua tôm khô, cá khô nè. Mình đi đường này ra thôi chứ đừng đi vô trong. Dạ, rồi rồi. Mua những cái đặc sản ở đây về làm quà cho bà con. Giờ mình đi vô nha. Đi cái hướng này là đi vô nhà lớn nè. Đây là cái cổng đi vô nhà lớn Long Sơn. Gia đình thông cảm, tại vì khi mà đi vô trong cái khu vực chính điện nhà lớn Long Sơn mình á, ở đây người ta không có cho quay phim chụp hình nha. Đó, mấy chú mấy bác mà mặc những bộ đồ màu đen đen mà để râu bới tóc nè gia đình. Là mấy chú mấy bác ở đây là theo đạo ông Trần á. Tới đây là có cái bàn làm lễ.
đông hai gia đình ha. Cái khúc nào mà em quay được thì em quay cho gia đình mình xem, em dán cố gắng quay cho gia đình xem. Còn những khúc nào mà ở đây người ta không có cho quay, gia đình cũng thông cảm. Bà con mình nè, tôi có một cái dàn dán cái phản ở đây nè, cho bà con mình ngủ lại qua đêm. Nó nhiều dãy lắm nha gia đình. Đây là có những cái bàn để cho bà con mình chuẩn bị những cái vật phẩm để cúng cúng lễ cho ông. Cái hướng này mà đi ra là gia đình, bên phía tay phải là có một cái nhà ăn, còn đi thẳng là vô trong cái khu chính điện. Trong đó nhiều lúc không có cho ghi hình nhiều nha gia đình. Đây là nhà ăn, nhà đãi cơm. Ở đây đãi đồ ăn, tầng đồ ăn chay không á gia đình. Bao nhiêu bà con tới thì ở đây bà con mình cũng đãi hết á. Ở đây đồ chay đây đãi thấy ngon quá gia đình ha, nhiều món lắm. Tương chao, đồ xào, cà ri, canh chua nè, rau củ tương hộp có hết. Nhìn thấy ngon quá. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, cô cho con hỏi gia đình nhà mình ở đây mình đi ở đâu lên đây vậy cô? Đồng Tháp hả cô ha? Dạ. Đồ ăn ở đây thấy ngon quá cô ha. Đồ ăn chay thấy ngon. Dạ. Dạ, con chúc gia đình mình dùng bữa ngon miệng nha. Dạ, con chào gia đình. Đổ dài xuống luôn gia đình, đông lắm. Hầu như là ba bữa, sáng, trưa, chiều luôn. Nếu mà tối thì bà con nó bụng thì vẫn có cơm cho ăn luôn. Còn ở đây là những phía bên trong đây là của bà con mình, là những cô chú mà bật bộ đồ đen là trong bổn đạo với nhau, là đang chuẩn bị đồ ăn ở đây. Lát nữa em đi xuống cái hướng nhà bếp em quay cho gia đình xem, là khu nhà bếp nấu xong rồi đem lên đây. Rồi mấy cô mấy chú là cứ bày ra bàn là đủ, cứ đủ bàn là vô ngồi thôi. Ở đây là nồi cơm nè. Đây là chỗ, đây là cái thằng chuối mà sắc ra làm rau á. Dạ, con chào cô. Cô cho con hỏi mình ở đây là bữa nay là ngày giỗ ông Trần ha. Dạ, tới ngày mai là hết hả cô ha? Anh bày để đây nha. Dạ, cảm ơn cô. Những người trong ban hội ở đây mà mặc đồ màu đen á là của ở nhà lớn, là theo đạo ông Trần đó. Ở đây là cái khâu làm chao là thấy ngon quá gia đình ha. Chào em. Ăn như người sẽ ghiền, sẽ nhớ. Chao đây ăn ngon lắm gia đình.
Em là lãnh bên cái khâu pha trao ha. À, chạy bàn mệt quá ngồi ở đây ha. Rồi, cảm ơn em nha, chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi, chút nữa anh sẽ có đói bụng anh sẽ ghé. Đây là những cái mâm là dọn để sẵn là gia đình. Nhìn thấy ngon gia đình ha. Chao nè, đồ xào nè, tương nè. Đó, em quay từng món cặn kẽ cho gia đình xem. Nó có những cái màn bàn đây cũng đang chuẩn bị nè. Cứ mình ngồi vô 8-9 người, 9-10 người là cứ vô là cứ ngồi múc cơm ăn thôi. Ở đây người ta rất là hiếu khách nha. Qua cái khu vực bên đây là có một cái dãy bếp. Lát nữa em vô trong khu nhà bếp xem bà con mình ở đây chế biến đồ ăn như thế nào. Khách thập phương ở xa đổ vô đây cúng ngày giỗ ông Trần này. Nghe mấy cô hồi nãy giờ chia sẻ là nói là đồ ăn ở đây đồ chay mà nấu ngon lắm, vừa miệng lắm. Đó, mình ăn mà hơi căng cạn bớt bớt là mấy anh mấy em ở đây chăm đồ ăn vô thêm. Dạ chào chị. Đó, chăm đồ ăn vô cho bà con thấy không? Ở đây tiếp đón rất là ân cần lắm. Mình đi ra hết cái khu vực đây là hết khu vực nhà ăn nha. Quẹo tay phải lại là đi cái hướng đi ra. Còn bên phía tay trái mình là cái hướng đi vô lại khu vực nhà bếp. Có mấy bác mà lớn lớn tuổi á, râu để dài, đầu bới tóc. Ở đây là mấy cô ngồi chuẩn bị đồ ăn nữa nè. Tô, chén, dĩa, chén nhỏ 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 nhìn đẹp gia đình ha. Dạ, chào cô. Đó, đồ ăn người để từ thao vậy đó gia đình. Dạ, chào cô. Mấy người thanh niên trai gái mà trẻ trẻ thì chạy bàn, còn mấy cô lớn lớn tuổi chút xíu thì ngồi múc đồ ăn. Đó, những người mà theo đạo chẳng là bới tóc vậy nè gia đình. Đó, khu vực nhà ở đây cũng rộng lắm. Mình ở trong đây là bật đồ là phục vụ ở đây luôn hả chị? Đó, chị đang sới cơm lên nè. Dạ. Mình phục vụ ở đây là đãi cơm từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Sáng thì là từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều ha. Còn khách mà đi xa mà vô đây ở lại là có chỗ cho ngủ lại luôn hả chị? Có chỗ cho ngủ lại luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Cái hướng đây là mình đi vô trong cái dãy nhà trong đây là tối bà con mình cũng ngủ ở lại ở đây nè. Là có những cái đống chiếu để sẵn ở đằng đó đó gia đình. Cứ chạy ra là ngủ thôi. Dạ, con chào bác. Bác khỏe hả bác? Bác cũng là người ở đây luôn hả? Dạ. Con cũng lần đầu tới đây. Cho con xin phép ra đằng sau nha. Đi qua cái khu nhà ăn là đến cái khu nhà bếp. Nằm chính giữa là có cái khu vệ sinh cho bà con nhưng mà rất là sạch sẽ nha gia đình. Đây là khu nhà bếp nè. Tại vì khu chính điện là ít có cho người quay lắm, chỉ là có những người giới thiệu như hàng bên nhà đài nhà báo mới được vô quay, còn như tụi em thì không có được vô. Đó, đây là mấy cô mấy chị đang ngồi lặt rau rửa rau nè. Rau này là rau nhíp cá. Quá trời người lặt rau ha gia đình. Rồi em chào gia đình nha. Mấy cô đang ngồi lặt rau muống nè. Dạ không, con quay YouTube.
rau muống mà lặt một lần mười mấy hai chục người vậy đó gia đình, vui ha. Trong bổn đạo là mặc bộ đồ màu đen đó gia đình. Đây nhìn thấy rau rau nhíp cá thì nhiều. Đầu tiên em thấy có cái dãy bà con mình đang đứng trong bếp là kho cá nè, những cái nồi canh chua nè, đây là kho cá nha, đồ mặn. Quật bếp, đây là mấy cô mấy chị đang nấu đồ ăn mặn. Ở đây rộng lắm gia đình, làm từng khâu từng khâu. Ở đây em thấy là bên phía tay phải em hồi nãy là gia đình mình cũng có thấy là lặt rau nè. Bên đây có anh trai xây dừa nè, dắt nước cốt dừa nè. Giờ là hiện đại không, xây dừa bào dừa bằng máy không chứ không phải nạo như hồi xưa nữa. Chào chị. Đó, cái máy dắt nước cốt dừa nhìn thấy đã hai gia đình ha. Còn ai chặt dừa là có cái khâu chặt dừa nha, nước dừa thì đổ vô đây. Đây là những cái khâu làm bánh nè, chuẩn bị đồ ăn. Dạ anh chào cô, đây là đồ ăn chuẩn bị nấu nè, những cái món đồ xào. Mấy cô mấy chị đây rất là thân thiện nha. Đây là những cái khâu bếp lớn, nó nóng lắm, đứng đây nó nóng như cái lò bắt quái vậy gia đình hả. Để em đi ra ngoài, nóng quá. Dạ mấy anh. Đây là những cái thân chuối nè, bà con mình ở đây chuẩn bị là những cái món ở đây là bà con mình bào ra, làm giống như là thế vô trong cái món rau sống đó, gia đình. Ở đây thì mấy cô mấy chị thì ngồi bào củ cải. Dạ chào chị, chào cô. À, củ cải đây là bào để chuẩn bị đồ cho bà con mình nấu những cái món đồ dừa chay á. Khâu ở đây là bào ở qua, sắc ở qua. Dạ chào chị. Đây là đồ chay, đồ xào. Nhìn thấy ngon ha gia đình. Bên đây là cũng là tàu hũ chiên nè. Còn những cái rau củ mà đã rửa sạch sẽ là để có nơi có chỗ nha gia đình. Cà tím nè, dưa leo nè, củ cải. Mấy cô ngồi sắc tàu hũ. Còn bên đây là mấy cô ngồi làm bánh. Cô ơi cho hỏi đây là bánh gì vậy cô? Dạ bánh quy. Bánh quy cô ha. Dạ. Ở đây mình một ngày là không biết nắng bao nhiêu viên bánh quy hả cô? Dạ, không biết bao nhiêu viên. Dạ, chắc nhiều lắm á. Thấy quá trời người ngồi nắng bánh luôn. Nói mấy chục dạ. Dạ. Mấy chục dạ nếp hả cô? Nhiều quá ha. Mấy cô làm bánh rất là thấy hăng say nha. Dạ, con cảm ơn mấy cô, chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Đây nó nè gia đình. Đó, từ bàn nè. Đây đổ dài luôn là mấy chục người ngồi luôn nha gia đình. Tao thấy mặc đồng phục màu đen không á gia đình, là những người theo đạo của ông ở đây á. À đây, dạ chào chị. Bánh quy nha, cái này là chưa có thành phẩm. Còn bỏ vô khuôn đó chị ha. Vô bỏ vô khuôn rồi dập ép vô khuôn xong rồi mới hấp. Dạ dạ dạ. Dạ chút nữa em tới. Dạ, em chào mấy cô mấy chị. Dạ rồi. Đó, tiếp theo là cái bàn dài đây, mấy cô mấy chị ngồi quá trời luôn. Dạ.
Dạ, ở đây là chuẩn bị dập và khuôn nè. Đây là khu vực cô này là đang ép ra khuôn nè gia đình. Đó, bỏ cái bánh vô trong đó và sau đó là ép vô cái khuôn đó đó. Khi ép ra cái mẫu bánh rồi và sau đó là mấy anh ở đây truyền tới đây nè, đó sắp vô trong ở dưới lót cái miếng lá chuối nè, nhìn thấy đẹp ha gia đình. Đó từng mẫu vậy nè. Đấy từng sửng từng mâm vậy nha. Còn bên phía tay phải em là cái lò hấp bánh nha. Bây giờ là hiện đại hấp bằng điện không à? Đó, hấp. Giờ da bánh nè gia đình. Ở đây làm đồ ăn rất là sạch sẽ. Wow, nóng á. Cái này mình hấp khoảng bao lâu mới là xong một lần hấp anh? Nửa tiếng ha. Một lần hấp như vậy là nửa tiếng. Khi mà nó chín bánh rồi là da là như vậy nè gia đình. Bánh quy, nhân đậu xanh. Tới cái khâu bên đây là chuyển cái mâm bánh đã thoa dầu rồi. Rồi mấy cô là sắp lên trên mâm trong khuôn hay là trong đĩa đó. Cái bên cái khâu mình nặng nhất là mấy anh nắn bột, nhầu bột. Cái bánh đẹp là nhà mấy chị cắt. Dạ đúng rồi, mỗi người mỗi một khâu riêng. Nói chung là mà thành phẩm lại rồi một cái bánh rất là qua nhiều công đoạn. Đó, quay sát gia đình xem cái bánh không? Bánh quy nha. Dạ, ở đây. Thấy chưa, người ta cắt cái miếng lá có tâm ghê chưa? Tròn. Dạ, chúc mấy cô ở đây được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bên phía bên kia cũng là những cái khâu mà mấy cô ngồi để cũng làm bánh luôn gia đình. Đây. Đem đi hết cái khu vực bếp đây cho gia đình mình xem luôn. Chỗ bà con mình làm bánh, nấu đồ ăn, chuẩn bị như thế nào. Vô đây là thấy mấy cô mấy chị mặc đồ đen không á, là theo đạo ông chàng ở đây gia đình. Mấy cô ở đây có cái tục là uống nước là phải đưa lên trên cúng. Dạ Long Hải quê tôi. Dạ chung một tỉnh á. Dạ cảm ơn mấy cô nha, chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn chị. Còn đây là khu vực mấy anh ngồi, mấy anh nhầu bột à. Công việc này là nặng nhất mà. Nhầu bột. Và sau đó là đưa qua máy. Nặng nhất là chỉ có một nhọt thôi. Dạ nặng nhất là một nhọt, dạ đúng rồi.
Đây là giờ có cái máy máy luôn nè. Máy đang nhồi đó. Dạ dạ. Làm bánh quy mà ăn bánh mì á. Còn ở đây là mấy cô đang xào đồ ăn nè. Món này kêu bằng món gì cô? Bì ha. Dạ bì xào. Đây cũng vậy luôn hả cô ha? Dạ. Tính ra khu vực mà làm bánh á, nhiều thì không dám nói chứ phải tầm cỡ là trên 50 người. Em nhìn sơ sơ cái khu vực này không là vài chục người nè. Sau lưng em cũng mấy chục người nữa. Đông lắm á gia đình. Bánh mà làm thành phẩm xong bắt đầu là ship vô trong khuôn vậy nè. Để chuẩn bị á gia đình. Hết cái khu vực bếp không? Ở cái khu vực đây. Bây giờ em mời gia đình để em đi vô bên trong bên kia nữa. Bên kia nó cũng có khu vực bếp nữa. Đây là cũng một khu vực bếp nha gia đình. Khu vực đây là bà con mình nấu đồ ăn mặn. Những nồi canh chua nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Cá kho nè. Đây là vô bên trong nữa. Khu vực bên đây là cũng có mấy cô ngồi làm đồ ăn đó là gia đình. Mấy cái món này ăn cơm là nhất dân lắm. Này giống như mắm Thái phải không cô? Mắm chai ha. Đây là khu vực của mấy cô làm cũng đồ chai nữa nè gia đình. Món này mình làm là món gì vậy cô? Bì ha cô ha, bì cuốn ha. Dạ. Một ngày cô có định khoảng là mình cuốn cả bao nhiêu cuốn giống về không cô? Cuốn hết thôi. Dạ, hết thôi ha. Dạ. Là cái này mình sắc da luôn ha cô ha? Cái đó là chả chai. Chả chai. Đây, bánh tráng đây. Phía bên kia có mấy cô cũng đang ngồi cuốn bì. Bì cuốn. Dạ con chào mấy cô nha. Dạ. Mấy cô sắc ra từ khúc vậy nè. Dạ chả chai. Còn đây là bì cuốn là bên đây. Một cái bánh tráng bự cuốn thành một cái cuốn nó dài cũng một cái nghệ thuật nha gia đình. Hướng đi lên trên nhà lớn trên cái khu chính điện. Nhưng mà bà con mình ở đây không có cho lên trên quay phim. Mình chỉ đứng ở dưới khu vực dưới đây thôi. Chính giữa nhà lớn Long Sơn mình á gia đình. Chính giữa nó có một cái khu vực như vậy nè, có một cái cây cờ. Còn xung quanh là nhà xây xung quanh luôn. Nhà gỗ nha gia đình. Mái ngói. Bên cái nhà bên đây, đi có cái cầu thang đi qua nhà bên kia. À, cái đi truyền vậy là thờ phượng cúng ở bên trên đó gia đình. Hạn chế quay phim cho phần thành ra em lên trên không có được.
Ở đây những cái cánh cửa sổ vẽ những bức tranh đẹp ha gia đình ha. Phía bên trong là mấy chú mà bới tóc là trong đảo. Hướng đi lên nhà lớn là lên trên khu vực chánh điện ở trên. Em chỉ được quay ở dưới đây thôi, còn lên trên nữa là không có cho lên, không có cho quay. Đi theo thứ tự có cái cầu thang đi lên. Ở đây có những cái bộ dáng gỗ nhìn cũng đẹp lắm. Đây là mấy bác để râu dài dài gia đình thấy ha, bới tóc đó, là mấy người trong đạo. Con đường mình đi xuống là chỗ ngay cái ló này là đi ra có để hai cái bánh lái hồi xưa mà là chiếc xuồng bồm của ông Trần đi á gia đình, giờ còn luôn nha. Đây là bánh lái phải không chú? Bánh lái. Dạ, bánh lái của ông hồi xưa ha. Cái, dạ ba chiếc luôn ha chú. Dạ còn ba cái bánh lái thôi nè, 1, 2, 3 nè gia đình, kỷ niệm của ông để lại đó. Đó là ba cái bánh lái của ba chiếc xuồng hồi xưa ông đi. Giờ mình đi ra đây là hết cái khu vực nhà bếp và trở lại khu vực nhà ăn. Giờ này càng kéo về trở về sau bà con mình càng đông nha gia đình. Giờ bà con mình đang chuẩn bị đi theo từ đoàn là đi lên cúng ông Trần ở trên đó, đi cái hướng đó đó gia đình. Nãy em có quay cho gia đình mình xem á. Giờ em mời gia đình ăn cơm với em nha. Món đồ chạy ở đây là có nhiều món lắm gia đình. Cơm này chào tương tổ hủ. Thử miếng chào nha. Chào này béo lắm gia đình. Mặn mặn ngọt ngọt, béo. Này nó giống như là mắm Thái vậy gia đình, nhưng mà nó là đồ chay. Kèm với rau nè. Đây là tàu hũ kho. Để lấy trên tao đũa cho. Mình đang ăn á, bà con mình mà thấy đồ ăn mà nó hơi qua mỏng mỏng là múc chanh vô và gia đình. Mới ngồi đây em ăn cơm xong rồi gia đình ơi. Giờ em đang lần đường đi ra. Khu vực nãy giờ ở đây là em cũng đã quay cho gia đình mình xem hết rồi. Nhà khách, chỗ ngủ, nhà ăn, nhà bếp và cái chỗ thờ cúng.
nhưng mà khu vực cho thờ cúng chánh điện là không có cho quay phim chụp ảnh, thành ra là rất tiếc là không có được. Ở đây bà con mình đang tập trung chuẩn bị từ tấp đi lên cúng nè gia đình. Giờ em đã đi ra ngoài khu vực ngoài gia đình đó. Ở đây có những cái cây bông sứ để cho có những hàng ghế cho bà con mình ngồi nghỉ mát á. Dạ đây là nhà khách cho bà con mình ngủ lại qua đêm nè gia đình. Đúng là nhà lớn, nhà này nó rất rộng và rất là lớn nha gia đình. Tới 3 cổng luôn, 3-4 cổng đi vô luôn gia đình. Bây giờ cũng gần trưa rồi gia đình ơi, video cũng khá dài, em cũng xin phép cô chú anh chị nha, em kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video của em nha. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like và một lượt bình luận. Trong cái lúc em chia sẻ nhà lớn Long Sơn có điều chi sai sót đó, gia đình bỏ qua cho em nha. Dạ bye bye gia đình.